Ủa sao? Đó, mình bà nội lên đi. Gì á? Không coi rồi hả? Ủa sao nó bị sao? Xin phép được cầu nguyện. Ngài Chúa, cha kính yêu của chúng con, chúng con cảm ơn Ngài. Cha ơi, ngày hôm nay là ngày Thánh Nhật, chúng con tập trung lại ở trong phòng Zoom để chúng con học lời của Ngài. Để Chúa con cầu nguyện xin Chúa Ngài ban ơn sức dầu cho cô Yến Linh là người giảng dạy lời Chúa buổi sáng nay được đầy ơn của Ngài, để sự sức dầu mới của Ngài, chính huyết của Ngài cũng bao phủ cô, gìn giữ và bảo vệ cô cũng như gia đình cô trong sự bình an của Chúa. Chúa ơi, con cầu nguyện xin Ngài cũng ban phước cho thể chúng con buổi sáng nay, để rồi lòng của chúng con hạ xuống, để chúng danh Chúa được tôn cao, để rồi chúng con buổi sáng nay khao khát lời của Ngài, chúng con học lời của Ngài. Xin Thánh Linh của Ngài hành động bên chúng con, sức dầu mới cho thể chúng con để chúng con nghe lời của Ngài. Chúa cho chúng con có thể khiêm nhường trước mặt Chúa cũng như là khiêm nhường trước mặt anh em con, chịu đựng chung với nhau để học lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện xin Chúa này sức dầu cho thể chúng con. Nguyện Ngài cũng ở cùng và dẫn dắt chúng con cả ngày hôm nay. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Jesus Christ, cột chối tất cả mọi điều gì ngăn trở làm cho chúng con không nghe lời của Chúa được, thì ngay giờ này trong danh Chúa Jesus Christ, ta cột chối, quỷ phá, bẻ gãy và trục xuất các ngươi khỏi, lui ra khỏi hội thánh, ra khỏi phòng Zoom này trong danh Chúa Jesus. Trong danh Chúa Jesus Christ, con chúc phúc cho đường truyền, chúc phúc cho phòng Zoom, đường truyền của phòng Zoom Chúa được khanh thông, được rộng mở để cho chúng con tự do nghe lời của Ngài. Con cầu nguyện xin chúng con dâng lên buổi sáng nay trong thất tẩy chúng con trong lời của Ngài. Chúa ơi, để rồi Ngài tể trị đời sống của mọi chúng con, cũng như Ngài cũng bao phủ gìn giữ bảo vệ chúng con cũng như gia đình chúng con trong sự bình an của Ngài. Trong danh Chúa Jesus Christ, cột chối tất cả mọi linh bệnh tật COVID phải lui ra khỏi, linh ngăn trở, linh chống nghịch với lời của Đức Chúa Trời phải lui ra khỏi hội thánh của Ngài, lui ra khỏi gia đình của mọi chúng con ngày giờ này. Con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa, ban phước cho thì giờ chúng con nhóm lại, ban phước cho một sư Lý Hoài Bảo được đầy ơn của Chúa, đầy sự sức dầu mới của Ngài, để cho ông được ơn càng thêm ơn và phước càng thêm phước. Xin Chúa bảo vệ gìn giữ hội thánh của Chúa, gìn giữ gia đình của mục sư. Xin Chúa ban phước cho người hướng dẫn thờ phượng buổi sáng nay. Chúa ơi, ban phước cho tất cả chúng con để rồi chúng con nghe lời của Ngài. Chúng con thấy lòng của chúng con phấn khởi vui mừng, bởi vì chúng con biết rằng chúng con có một Đức Chúa Trời hằng sống luôn ở bên cạnh chúng con, gìn giữ bảo vệ chúng con ở trong ơn của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Ngài xứng đáng phải được tôn cao và chúc tụng trong lòng của mọi chúng con. Ngài, danh của Ngài là Jehovah Đức Chúa Trời Chí Cao. Ngài là đấng còn chi tồn tại, Ngài ở khắp mọi nơi. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng buổi sáng nay trong tay Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy. Dạ, cảm ơn Chúa. Xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị em là những nhân sự trong hội thánh. Cảm ơn Chúa. Cô chú nghe con nói có rõ không ạ? Dạ. Dạ, con nói gì đây, nghe rõ không ạ? Dạ, hồi tuần trước chúng ta đã học bài được bát tem ở trong Đức Thánh Linh. Dạ, con cũng muốn nghe một lời chứng từ cô chú là chúng ta đã được bắt tem Đức Thánh Linh rồi đúng không ạ? Anh kỹ thuật có thể mở mic cho một số cô chú được không ạ? À, khi mà chúng ta học xong bài được báp têm trong Đức Thánh Linh thì chúng ta có cảm nhận gì không ạ cô chú? Con mời cô Én nha. Cô Én mở mic lên ạ. Khi mà học xong bài được báp têm trong Đức Thánh Linh thì cô Én đó được Đức Thánh Linh Ngài thăm viếng và động chạm không ạ? Con nói sao không Linh? Dạ, hồi tuần trước mình học bài được báp têm trong Đức Thánh Linh đó cô. Rồi cô thấy sao ạ? Cô có cảm nhận được Đức Thánh Linh Ngài thăm viếng mình không ạ?
Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, con tin là tất cả cô chú anh chị em đều sẽ được ở trong sự hiện diện của Chúa luôn luôn. Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ học về Đức Chúa Trời và những thuộc tánh của Ngài. Chúng ta đi tiếp lọt bài bài số 5, Đức Chúa Trời và những thuộc tánh của Ngài. Dạ. Cô chú anh chị em ơi, chúng ta biết rằng tất cả chúng ta là những nhân sự đó, thì Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi chúng ta và Ngài giao phó cho chúng ta những cái công việc. Ba công việc đó chính là ra đi, kết quả và trái thường đậu luôn. Nếu như là một nhân sự của Chúa và cô chú anh chị em có những cái công việc như là ra đi, kết quả và trái thường đậu luôn như vậy đó, thì nếu như ông bạn chị em không biết Đức Chúa Trời mình là đấng như thế nào thì thật là khó khăn cho chúng ta để mà chúng ta làm những công việc của Đức Chúa Trời, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng như thế nào thì khi mà mình làm công việc của Chúa thì mình sẽ cảm thấy một cách dễ dàng hơn, bởi vì mình biết đấng mà mình hầu việc là ai. Thì cô chú có nhận biết được đấng mà mình hầu việc là ai không ạ? Là đấng như thế nào không ạ? Ngài có bản tính như thế nào ạ? Thuộc tánh của Ngài như thế nào? Và chính bản thân của chúng ta đó cô chú, không thể nào mà nhận biết được Đức Chúa Trời. Nhưng bởi chính Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta thì chúng ta mới có thể nhận biết Ngài. Amen mà. Dạ. Ban kỹ thuật có thể mở mắt cho một số cô chú được không ạ? Amen. Hình như là không có ai được mở mic hết, cho nên là nói con không có nghe. Dạ. Tôi có thể mở mic cho cô Đổi nè, cô Đổi, cô Ánh rồi đó Trinh, cô Đua nữa. Dạ. Chúng ta sẽ mở ra ở trong Sức Y Chiếp Tô Ký đoạn 3 và đoạn 4. Mình sẽ học xem Đức Chúa Trời Ngài đã bày tỏ chính mình Ngài cho Môi-se như thế nào. Sức Tô Ký đoạn mấy? 3 đoạn 4. Sức Ê Díp Tô Ký đoạn 3 và đoạn 4. Con sẽ bắt đầu từ câu 1 ạ. Vả Môi-se chăn bầy chiên cho Giê-trô ông gia mình là thầy tế lễ tại xứ Ma-đi-an, dẫn bầy chiên qua phía bên kia đồng vắng đến núi của Đức Chúa Trời là núi Hô-ríp. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn núi giữa bụi gai kia. Người nhìn thấy cả bụi gai đương cháy nhưng không hề tàn. Môi-se bèn nói rằng: ta hãy tẻ bước lại đặng xem sự lạ lớn này, vì cớ sao bụi gai chẳng tàn chút nào. Đức Giê-hô-va thấy người tẻ bước lại xem, Đức Chúa Trời bèn bụi gai gọi rằng: hỡi Môi-se, Môi-se, người thưa rằng có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng: chớ lại gần chốn này, hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đứng là đất thánh. Rồi Ngài lại nói: ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Dạ, con đọc tới đây thôi nha. Dạ, cô chú anh chị em, chúng ta nhìn thấy rằng Môi-se đã tìm kiếm Đức Chúa Trời, hay là chính Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình Ngài cho Môi-se ạ? Đức Chúa Trời. Dạ, yeah. Mình thấy ở trong câu số 2, thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa giữa bụi gai kia. Người nhìn thấy cả bụi gai đương cháy nhưng không hề tàn. Yeah. Lần đầu tiên mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình Ngài cho Môi-se là trong hình thể là bụi gai cháy. Yeah. Môi-se thấy một cái điều đặc biệt quá, bởi vì khi mà Môi-se nhìn thấy cái bụi gai đó cháy nhưng không có tàn. Không có tàn. Thì cô chú ông bà anh chị em có nhìn thấy cái đám lửa nào mà cháy hoài mà không tàn không ạ?
Không. Dạ. Dạ. Có cô chú nói có thì chắc là bụi gai này trái mà không tàn nữa. Dạ. Môi xe đã nhìn thấy được bụi gai trái nhưng không hề tàn. Chính Đức Chúa Trời Ngài đã bày tỏ chứng minh Ngài ở tại bụi gai trái này. Và khi mà môi xe nhìn thấy được bụi gai trái không hề tàn đó, thì trong câu số 3 môi xe nói rằng, môi xe bèn nói rằng, ta hãy tẻ bước lại đặng xem sự lạ lớn này, vì cớ sao bụi gai chẳng tàn chút nào. Dạ. Mình thấy một cái điều đó là, nếu như mà Đức Chúa Trời muốn bày tỏ chính mình Ngài cho mỗi đời sống của chúng ta, mà chúng ta không tẻ bước lại, giống như môi xe không tẻ bước lại cái chỗ mà Đức Chúa Trời Ngài tỏ chính mình Ngài là chỗ bụi gai đó cô chú, thì môi xe có nhận được sự bày tỏ của Chúa không ạ? Không. Dạ, không được. Khi nào mà chúng ta quyết định rằng chúng ta Đức, dạ con xin nói lại là Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ chính mình Ngài, Ngài muốn bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cũng phải quyết định rằng chúng ta nhận lấy sự bày tỏ của Ngài, giống như môi xe quyết định là bước đến cái bụi gai trái đó để nhận lấy sự bày tỏ của Chúa cho chính đời sống của mình. Amen mà. Amen. Ở tại nơi đây mình cũng thấy ở trong câu số 1, chờ câu số 1 là Môi-se chăn bầy chiên cho Giê-chô ông gia mình, là thầy tế lễ tại xứ Ma-đi-an, dẫn bầy chiên qua phía bên kia đồng vắng đến núi của Đức Chúa Trời là núi Hô-ríp. Và mình thấy cái công việc mà Môi-se đang làm ở đây là chăn chiên đúng không ạ? Vậy thì có một số điều mà chúng ta đang tập chú đến, như Môi-se tại nơi đây, đó chính là công việc của ông là chăn chiên. Ông phải chăm chú để chăn chiên, tập trung để chăn chiên đúng không ạ? Vậy thì lời của Chúa lại dạy cho chúng ta thêm một bài học, đó là chúng ta đôi khi chúng ta cũng phải bỏ đi những cái điều mà mình đang tập chú để mà mình nhận lấy sự bày tỏ của Đức Chúa Trời. Amen mà. Nếu như mà ông Môi-se ổng cứ tập trung, ổng chăn chiên thôi, ổng làm nhiệm vụ của ổng là ổng chăn chiên thôi, thì ổng không thể nào mà nhận được sự bày tỏ của Chúa đúng không ạ? Nhưng ông đã bỏ qua cái sự tập chú của mình để mà ông tiến đến bụi gai trái nhưng không hề tàn đó cô chú, tiến đến sự bày tỏ của Đức Chúa Trời. Dạ, bài học rút ra tại nơi đây cho mỗi đời sống của chúng ta là đôi khi chúng ta hãy bỏ qua những cái điều mà mình đang tập chú. Ví dụ như là công việc của chúng ta hay là bất cứ một cái điều gì đó trên đời sống của chúng ta mà chúng ta đang tập trung vào nó quá, thì chúng ta hãy bỏ qua và chúng ta hãy tiến gần đến Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta. Amen ạ. Amen. Và khi mà cô chú anh chị em nhận được sự bày tỏ của Chúa, cô chú anh chị em nhận biết Đức Chúa Trời là đấng như thế nào á, thì khi mà chúng ta hầu việc Chúa á, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng cô chú ơi. Amen ạ. Amen. Vậy thì bây giờ tại nơi đây thì Môi-se nhận được sự bày tỏ của Chúa. Chúa Ngài đã bày tỏ cho Môi-se rằng Ngài là đấng như thế nào. Mình sẽ đi tiếp nha. Trong câu số 4, Đức Giê-hô-va thấy người tẻ bước lại xem. Đức Giê-hô-va thấy người tẻ bước lại xem. Đức Chúa Trời bèn ở giữa bụi gai gọi rằng: hỡi Môi-se, người thưa rằng có tôi đây. Câu số 5, Đức Chúa Trời phán rằng: chớ lại gần chốn này, hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đương đứng là đất thánh. Dạ, mình thấy Ngài bày tỏ chứ mình Ngài là đấng như thế nào ạ? Ngài là đấng thánh. Đúng không ạ? Ngài là đấng thánh, cho nên Đức Chúa Trời mới nói với Môi-se là hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh. Dạ. Mình biết rằng Đức Chúa Trời Ngài là đấng thánh khiết. Ngài đã bày tỏ cho Môi-se rằng Ngài là đấng thánh khiết. Amen mà. Ngài cũng sẽ bày tỏ cho chúng ta rằng Ngài là đấng thánh khiết. Amen. Amen. Cô chú có tin rằng Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết không ạ? Amen. Vậy thì ở tại nơi đây Chúa Ngài kêu Môi-se rằng hãy cởi giày ngươi ra. Dạ. Mỗi một đời sống của chúng ta, nếu như chúng ta đang mang giày, hay nói cách khác là cái giày mà ở tại nơi đây nói đó chính là bản tính cũ của chúng ta. Nếu như mà chúng ta còn mang lấy đôi giày của tội lỗi, nếu như mà chúng ta còn mang lấy đôi giày của xác thịt, vậy thì Đức Chúa Trời có thể nào mà bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta được không ạ? Không, không bày tỏ. Dạ, Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết đó cô chú. Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết và Ngài không thể nào hòa nhập với tội lỗi được.
đúng không ạ? Ngài không thể nào hòa nhập với tội lỗi được. Mà nếu như chúng ta mang một con người tội lỗi đi đến với Đức Chúa Trời thì Ngài không thể nào bày tỏ chúng mình Ngài cho chúng ta được. Không em ạ? Mình phải cởi giày của mình ra. À, không phải là cởi đôi dép mà mình mang đâu nghe con chú. Mà chúng ta hãy cởi đi đôi giày tội lỗi của chúng ta, đôi giày xác thịt của chúng ta. Amen mà. Amen. Và cô chú có thể nói với chính bản thân của mình, tôi sẽ cởi đôi giày tội lỗi của tôi ra. Tôi sẽ cởi đôi giày tội lỗi của tôi ra. Để đón nhận sự bày tỏ của Đức Chúa Trời. Đón nhận sự bày tỏ của Đức Chúa Trời. Amen. Dạ. Đức Chúa Trời Ngài là Đấng Thánh. Một lần nữa con xin nhắc lại, Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho Môi-se rằng Ngài là Đấng Thánh. Amen. Và tại đây Đức Chúa Trời cũng sẽ bày tỏ cho chúng ta. Amen. Ngài chính là Đấng Thánh. Và mình sẽ đọc ở trong câu số 6 nữa. Rồi Ngài lại nói, ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Môi-se liền che mặt mình vì sợ nhìn đến Đức Chúa Trời. Dạ. Xin mời một cô chú sẽ đọc lại ở trong câu số 6 ạ. Rồi Ngài phán, ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ con, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Môi-se liền che mặt vì sợ nhìn thấy Đức Chúa Trời. Dạ, cảm ơn Chúa. Ở tại nơi đây thì chúng ta nhìn thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài là Đấng cá nhân cho mỗi đời sống của chúng ta. Không phải là, tất nhiên Ngài là Đức Chúa Trời của tất cả mọi người rồi đúng không ạ? Nhưng mà Ngài luôn đến từng cá nhân. Ngài luôn biết được những cái nhu cầu của chúng ta. Không phải là Ngài nói rằng tất cả mọi người đều phải cần sự chữa lành. Tất cả mọi người chỉ cần sự chữa lành thôi. Thì không phải như vậy. Nhưng Ngài đến từng cá nhân và Ngài biết từng nhu cầu của chúng ta, đúng không? Bởi vì ở tại đây nói rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Ngài cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài cũng là Đức Chúa Trời của con. Ngài cũng là Đức Chúa Trời của cô Đổi. Ngài cũng là Đức Chúa Trời của cô Ánh. Ngài cũng là Đức Chúa Trời của cô Lan. Amen mà. Ngài là Đức Chúa Trời của mỗi cá nhân. Dạ, Amen. Con cũng con nghe nhiều cô chú nói là thôi bây giờ mình cầu nguyện Chúa, nhiều người cầu nguyện Chúa nhậm lời tội nghiệp Chúa. Mình cứ cầu, nhưng mà mình biết rằng Đức Chúa Trời là của mỗi cá nhân mình đúng không? Tại sao mình không cầu nguyện? Mình lại sợ ôi nhiều người cầu nguyện rồi, Chúa nhiều gánh nặng quá rồi, bây giờ mình lại chất thêm cho Chúa một gánh nặng quá nữa thì tội nghiệp Chúa. Không phải đâu mà. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng đúng không ạ? Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết. Ngài cũng là Đức Chúa Trời của mỗi cá nhân chúng ta nữa. Amen. Chú có nghe kịp không ạ? Con có nói nhanh đúng không ạ? Không ạ. Dạ. Đức Chúa Trời Ngài là Đấng Thánh. Ngài là Đức Chúa Trời của mỗi cá nhân chúng ta. Dạ. Cho nên là cô chú đừng có lo lắng. Cho dù việc nhỏ xíu của cô chú hay là việc lớn, việc là lớn của cô chú, thì Đức Chúa Trời Ngài vẫn đến với cô chú. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời của từng cá nhân, cho nên chúng ta đừng có sợ là việc này Chúa làm cho mình, việc khác thì thôi để mình tự làm đi. Chứ cái gì mình cũng cầu nguyện Chúa không thì không được. Nhưng mà Đức Chúa Trời là Đấng của mỗi cá nhân chúng ta. Amen mà. Amen. Và điều thứ nhất con nói Đức Chúa Trời là Đấng Thánh. Điều thứ hai, Đức Chúa Trời là của mỗi cá nhân chúng ta. Và điều thứ ba, Đức Chúa Trời là cứu Chúa của mọi chúng ta. Mình sẽ đọc ở trong câu số 7. Đức Giê-hô-va phán rằng, ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ai Cập và có nghe thấu tiếng kêu riêu vì cớ người đốc công của nó. Phải ta biết được nỗi đau đớn của nó. Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy dân Israel lúc bấy giờ đang chịu cực khổ, đang chịu áp bức, và Ngài sai Môi-se để mà đi giải cứu dân sự ra khỏi xứ Ai Cập và đi vào đất hứa. Và mình thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy được những sự khổ cực ở trên đời sống của chúng ta, những cái sự khó khăn trên đời sống của chúng ta. Dầu cô chú đang ở trong giàu có đi, ở trong môi trường giàu có đi, nhưng mà Ngài cũng nhìn thấy được những sự lo lắng của chúng ta, những sự đau buồn của chúng ta đúng không ạ? Ngài là cứu Chúa của chúng ta. Và trên hết mọi điều là Đức Chúa Trời Ngài đã sai Chúa Giê-xu đến thế gian này.
Hay con nói cách khác là Đức Chúa Trời đã trở nên con người để Ngài chết trên thập tự giá và Ngài mua chuộc tội lỗi của chúng ta, vì Ngài là cứu Chúa của chúng ta. Amen. 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 Hãy nói với mọi tấm lòng của mình, Đức Chúa Trời là cứu Chúa của tôi. Đức Chúa Trời là cứu Chúa của con. Đức Chúa Trời là cứu Chúa của chính mình con và cô chú nữa. Amen mà. Cảm ơn Chúa. Dạ, ở tại nơi đây Ngài cũng bày tỏ cho Môi-se rằng Ngài là cứu Chúa của Israel. Thì ngày hôm nay Đức Chúa Trời Ngài cũng là cứu Chúa của mỗi một đời sống của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, cái điều tiếp theo mình sẽ đọc ở trong câu số 9. Này, tiếng kêu riêu của dân Israel thấu đến ta, và ta đã thấy dân Egypto hà hiếp chúng nó thế nào. Câu số 10. Vậy bây giờ hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pharaoh để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi xứ Egypto. Dạ. Đức Chúa Trời Ngài là Thánh. Ngài bày tỏ cho Môi-se Ngài là Thánh. Và Ngài bày tỏ cho Môi-se Ngài là Đức Chúa Trời của mỗi cá nhân. Ngài cũng bày tỏ cho Môi-se Đức Chúa Trời là cứu Chúa của mỗi đời sống của chúng ta. Và điều tiếp theo, Ngài bày tỏ cho Môi-se biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời cứu dân của Ngài qua những cộng tác viên của Ngài. Hay nói cách khác, Ngài sử dụng Môi-se đó là cộng tác viên của Ngài, hay là cái người đồng hành để mà cứu dân sự của Ngài ra khỏi xứ Egypto. Vậy thì ở tại nơi đây, Đức Chúa Trời Ngài cũng đang dùng cô chú là những nhân sự của Chúa, là những cộng tác viên của Ngài, hay nói cách khác là cái người đồng hành với Ngài đó, để mà cứu tội nhân trở về nước thiên đàng, trở về nước sáng láng của Ngài. Amen mà. Và chúng ta biết rằng nếu như Đức Chúa Trời không có mỗi một chúng ta thì Đức Chúa Trời có thể cứu con người không ạ? Đức Chúa Trời có thể tự cứu loài người không ạ? Tự cứu có được không ạ? Tự cứu nhưng mà trời muốn được. Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn để cho con người theo ý Chúa. Năng mọi để làm cảm theo. Cảm ơn Chúa. Dạ. Đức Chúa Trời Ngài có quyền năng, hay nói là Ngài là đấng toàn năng đó, Ngài có thể làm hết tất cả mọi việc. Amen. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài cho chúng ta trở nên những con người cộng tác với Ngài, những con người đồng hành với Ngài, để Ngài sử dụng hết thảy chúng ta mà, để Ngài sử dụng hết thảy chúng ta đi cứu những linh hồn hư mất trở về với nước của Ngài. Amen mà. Amen. Chúng ta sẽ cùng mở ra ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu số 9. Mời một người đã mở trước là đọc giùm con. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu số 9. Con xin được phép đọc ạ. Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. Dạ, lời Chúa cho chúng ta biết là cái gì ạ? Chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Dạ, thật là vinh hạnh đúng không cô chú? Bao nhiêu công việc ở trên thế gian này cũng không bằng là bạn đồng hành với Đức Chúa Trời. Dạ, nếu như mà mình có một cái người bạn đồng hành mà giỏi đi, hay là mình được đồng hành với giám đốc công ty nào lớn lớn đi, hay là đồng hành với chủ tịch tỉnh, chủ tịch nước đi, thì mình cảm thấy rất là vinh hạnh đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ cô chú ơi, mình đang đồng hành làm việc, cùng làm việc với vua thiên đàng. Mình thấy vinh hạnh không ạ? Vinh hạnh. Tới giờ mới mở không để. Dạ. Nhưng tới giờ mới mở mít được cảm. Dạ, cảm ơn Chúa là Đức Chúa Trời Ngài không bắt chúng ta làm mình ơn, làm một mình làm việc cô đơn, nhưng mà Ngài luôn đồng hành với chúng ta. Amen mà. Amen. Dạ, ở tại nơi đây thì Đức Chúa Trời Ngài đã sai Môi-se ra đi, đi đến Pharaoh, đúng không ạ? Mình sẽ đọc ở trong câu số 10. Vậy bây giờ hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pharaoh để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi xứ Egypto. Dạ, vào thời điểm này thì Đức Chúa Trời Ngài đã sai Môi-se đi đến với Pharaoh đặng dắt dân sự của Ngài ra khỏi xứ Egypto. Thì ngày hôm nay Đức Chúa Trời Ngài cũng đang sai
hết thảy cô chú, ông bà cô chú, anh chị em rằng hãy đi đến những người hư mất để dẫn họ trở về với nước Đức Chúa Trời. Amen mà. Nhà Đức Chúa Trời sai chứ không phải là một sư bảo sai đâu, cũng không phải là cô truyền đạo nào sai đâu nha, là Đức Chúa Trời sai đó. Amen. Dạ. Và mình cũng nhớ một điều rằng Đức Chúa Trời luôn cộng tác với mình. Amen mà. Amen. Bởi vì lời của Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta là sao ạ? Bạn đồng làm việc với Đức Chúa Trời. Dạ. Ai tin rằng mình là bạn đồng làm việc với Đức Chúa Trời thì giơ tay lên ạ. Amen. Dạ. Có một số cô chú không giơ tay thì chắc là cô chú muốn làm mình lên á. Dạ. Thông cảm những cô chú đó. Dạ. Chúng ta là Đức Chúa Trời, Ngài sẽ cứu hết thảy những người hư mất qua những cộng tác viên của Ngài là hết thảy mang một chúng ta đó cô chú. Amen. Và Đức Chúa Trời, Ngài luôn ở cùng với chúng ta nữa. Mình sẽ xem trong câu số 11. Môi-se bèn thưa rằng: tôi là ai dám đi đến Pharaoh đặng dắt dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập? Đức Chúa Trời phán rằng, câu số 12, Đức Chúa Trời phán rằng: ta sẽ ở cùng ngươi. Đức Chúa Trời phán rằng: ta sẽ ở cùng ngươi. Dạ, cô chú anh chị em ơi, Môi-se nói rằng á: Chúa ơi, con là ai mà con đi đến ông vua Pharaoh? Con đâu là ai đâu, con chỉ là một cái người chăn chiên thôi, thì làm sao mà đi đến gặp mặt vua rồi đòi dắt dân của Chúa ra khỏi xứ của ổng nữa. Nhưng Môi-se thưa với Đức Chúa Trời rằng: dạ, nhưng mà Chúa nói rằng ta ở cùng ngươi. Cảm ơn Chúa, vì chúng ta không làm một mình, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài ở cùng với chúng ta. Amen mà. Amen. Dạ. Khi mà Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta thì chúng ta sẽ có quyền năng đến từ Đức Chúa Trời. Mẹ. Trong Ma-thi-ơ đoạn số 28 câu số 20, chúng ta sẽ mở ra trong Ma-thi-ơ đoạn số 28 câu số 20. Và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Yeah, cảm ơn Chúa. Ở cùng luôn. Dạ, yeah. Chúa nói rằng Ngài ở cùng với chúng ta luôn cho đến tận thế, cô chú ơi. Dạ, yeah. Cái điều này con nhớ. Cảm ơn Chúa, con xin làm chứng lại. Lúc trước khi mà con chưa có gia đình đó, thì con có hầu việc Chúa chọn thời gian ở tại Hội Thánh Thiên Ái. Con đi thăm viếng các điểm nhóm cùng với cô bé 10. Thì cái ngày hôm đó, cảm ơn Chúa là lúc mà đi thăm viếng về rồi đó, thì con đưa cô 10 về nhà. Mà hôm đó trời mưa nữa, trời mưa lớn nữa. Con chạy một mình chạy về Hội Thánh. Thì trên đường làng đó thì cô chú biết, ai mà đi đường làng thì biết là gông rất là nhiều luôn. Con hát thờ phượng Chúa, con vừa chạy xe hát thờ phượng Chúa. Chúa thì tới cái khúc đó gông nhiều quá, thì con không dám hát nữa. Con chạy từ từ. Mà cái chân con cũng gà xuống ở dưới mặt lộ nữa, tại vì gông nhiều quá. Thì dầu mà mình gạ vậy đó, thì có một chiếc xe khác chạy ngang, rồi con văng xuống phía bực sông luôn. Mà cảm ơn Chúa, ở tại cái khúc đó là cây bạch đằng rất là nhiều luôn cô chú, nhưng mà nó kiểu như nó cũng hơi rộng, có thể chiếc xe lọt qua luôn. Thì cái lộ đó con trượt xuống cái hàng cây bạch đằng, mà nếu như mà hàng cây bạch đằng nó không giữ con lại á, là con đã văng xuống sông rồi. Cảm ơn Chúa là Chúa dùng mấy cây bạch đằng đó đặng giữ chiếc xe con lại. Thì cái mức lộ đó cô chú, đi xuống dưới đó là sình đó, đi cái chỗ mà con té xuống là sình đó. Và cái bậc lộ đó nó cao hơn cỡ chừng, nói chung là nó cũng cao hơn cỡ cái cỡ chừng 15 cm, 15-20 cm gì à. Nhưng mà lúc đó con cũng còn ốm yếu lắm cô chú, cho nên là dắt chiếc xe lên không có nổi, đẩy chiếc xe lên hoài không nổi luôn. Mà lúc đó trời mưa mà đâu có ai ngoài đường đâu, có mình con cố gắng đẩy xe lên mà đẩy không nổi. Cái lúc đó con mới nói với Chúa là: Chúa ơi, con đi là không phải đi một mình nên con, mà có Chúa nữa, cho nên là bây giờ con với Chúa sẽ cùng nhau đẩy chiếc xe lên.
Amen. Đúng rồi. Dạ con nói với Chúa là Chúa ơi, giờ con đếm 1 2 3 là con ấy Chúa chảy đẩy lên nha. Con đếm 1 2 3 con đẩy lên, cảm ơn Chúa lên luôn cô chú. Lên, lên cái lọ đó luôn. Còn con lúc đó là con chạy về được luôn á. Cảm ơn Chúa vì con biết một điều là Chúa luôn ở cùng với con. Chúa luôn ở cùng với con và con tin điều đó. Nếu như mà con nghĩ rằng là chính bản thân của mình thôi, không có Chúa nào ở cùng mình hết trơn á, thì lúc đó là chắc không bao giờ con đẩy xe lên nổi. Nhưng mà con biết rằng có Chúa ở cùng với con và sức của Chúa đẩy xe lên cùng với con. Con cảm ơn Chúa. Và nếu như cô chú cũng vậy, nếu như mà cô ông bà cô chú anh chị em biết được rằng Đức Chúa Trời Ngài ở cùng với mỗi đời sống của mình thì mình không còn sợ điều gì nữa. Amen mà. Vì Ngài là đấng toàn năng mà, Ngài là đấng toàn tri mà. Amen. Cảm ơn Chúa. Và khi mà con học đàn đó cô chú cũng gì nữa, kiểu như tâm trí của con không biết làm sao, không được khôn ngoan cho lắm, cho nên là học hoài mà không thông được cây đàn. Thì con cầu nguyện với Chúa là Chúa ơi, Ngài là đấng toàn tri, Ngài biết hết trơn, cái gì Ngài cũng biết hết trơn, thì Chúa ơi dạy con đàn đi. Ngài biết đàn mà Ngài dạy con đàn đi. Thì cảm ơn Chúa, khi mà con cầu nguyện khóc lóc với Chúa thì Chúa cũng cho con đàn. Và nếu như trong đời sống của cô ông bà cô chú anh chị em cũng vậy đó, Chúa luôn ở cùng với mình đi mọi nơi. Khi mà mình ra đi truyền giáo cũng vậy đó cô chú, thăm viếng cũng vậy đó. Nếu như mà mình cảm thấy có những sự khó khăn ở trên đời sống của mình thì hãy cầu nguyện với Chúa, vì Chúa luôn ở cùng với mình và Ngài là đấng sẽ đi cùng với mình, Ngài là đấng giúp đỡ mình. Amen mà. Amen. Alleluia. Con tin điều đó Chúa ơi. Cảm ơn Chúa. Alleluia. Dạ, bây giờ mình sẽ nói với tấm lòng của mình đi. Chúa luôn ở cùng với tôi. Chúa luôn ở cùng với tôi. Amen. Mình sẽ đọc ở trong câu số 14. Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là đấng tự hữu, hằng hữu. Rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Israel như vậy, đấng tự hữu đã sai ta đến. 14 à. Và mình sẽ đọc ở trong câu số 13 cho dễ hiểu hơn nha. Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Này, tôi sẽ đi đến dân Israel, nói cùng họ rằng Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi. Nhưng nếu họ hỏi tên Ngài là chi thì tôi nói với họ làm sao? Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là đấng tự hữu, hằng hữu. Rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Israel như vậy, đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các ngươi. Yeah. Ở tại nơi đây thì Môi-se mới nói với Chúa rằng bây giờ nếu như mà tôi đến với dân sự mà dân sự hỏi rằng tên Ngài là chi, nếu như mà nói Đức Chúa Trời sai tôi đề, nếu như mà dân sự hỏi á, ông Môi-se á, là tên của Đức Chúa Trời là chi á, thì Chúa nói với Môi-se rằng hãy nói rằng ta là đấng tự hữu và hằng hữu. Và có ai hỏi cô chú là ai tạo ra Đức Chúa Trời không ạ? Đức Chúa Trời tạo ra muôn loài vạn vật, tạo ra loài người. Vậy thì có ai hỏi cô chú là ai đã tạo ra Đức Chúa Trời chưa? Có. Hồi lúc trước mình đi ra làm chứng ta có đó, có thằng hỏi chứ. Dạ. Yeah. Hỏi vậy thì ai tạo ra Đức Chúa Trời? Thì cô chú trả lời làm sao ạ? Mình học chứng lý mình nói là không có ai tạo Đức Chúa Trời hết, chứ được tự có. Tạo ra Đức Chúa Trời. Tự có. Đức Chúa Trời là tự có, không ai tạo ra Chúa hết. Tại Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, tự hữu nghĩa là tự có và hằng hữu là còn đến đời đời. Dạ, là Đức Chúa Trời Ngài là đấng tự có và Ngài còn đến đời đời, không có ai tạo ra Đức Chúa Trời hết trơn á cô chú. Trong cái bản tiếng Anh thì cũng có nói Đức Chúa Trời là chữ cái bản tiếng Anh thì nói là ta là đấng ta là. Nếu như mà dân Israel có hỏi thì cứ nói ta là đấng ta là. Đấng ta là nghĩa là ta là sự cứu rỗi của các ngươi, ta là sẽ là sự chữa lành cho các ngươi, ta sẽ cho các ngươi sự sống đời đời, ta sẽ cho các ngươi sự phục sinh. Nghĩa là Đức Chúa Trời Ngài có thể làm hết mọi sự và Ngài sẽ cho chúng ta bất cứ Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào. Amen mà. Amen. Vì Ngài là đấng tự có và Ngài hằng có đời đời. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ qua trong Xuất đoạn 4 nha. Xuất đoạn 4, con xin đọc từ câu 1 đến câu số 9. Môi-se thưa rằng: Nhưng dân đó sẽ chẳng tin và chẳng vâng lời tôi, vì sẽ nói rằng Đức Sô-va chẳng có hiện ra cùng ngươi đâu. Đức Sô-va phán rằng: Trong tay ngươi cầm vật chi? Thưa rằng: Một cây gậy.
phán rằng: Hãy ném xuống đất đi. Người bèn ném xuống đất, gậy hóa ra một con rắn. Môi-se chạy trốn nó. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi ra nắm đuôi nó. Người giơ tay ra nắm thì nó hoàn lại cây gậy trong tay. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ấy để cho chúng nó tin rằng Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob đã hiện ra cùng ngươi. Đức Giê-hô-va lại phán rằng: Hãy đặt tay ngươi vào lòng. Người liền đặt vào rồi lấy ra. Này, tay người nổi phun trắng như tuyết. Đoạn Ngài phán rằng: Hãy đặt tay ngươi vào lòng lại. Người bèn đặt vào rồi lấy ra. Kìa, tay trở nên như thịt mình. Lại phán: Nếu khi nào dân đó chẳng tin ngươi và chẳng vâng theo tiếng của dấu thứ nhất, thì sẽ tin theo tiếng của dấu thứ hai, dấu thứ nhì. Vả lại, nếu dân chẳng tin cả hai dấu này và không vâng theo lời ngươi, thì hãy lấy nước dưới sông mà làm tràn ngập trên mặt đất. Nước mà ngươi đã lấy dưới sông đó sẽ thành máu trên mặt đất vậy. Dạ. Khi mà mình đọc cái văn đoạn, khi mà mình đọc cái phân đoạn Kinh Thánh này đó cô chú, thì mình thấy rằng cái ông Môi-se này nè, ông biện luận với Chúa rất là nhiều luôn đó cô chú. Ừ, amen. Khi mà Chúa sai ông đi, ông không nói ông dạ sợ. Con sẽ đi, có con đây con sẽ đi, giống như ông Ê-sai đúng không ạ? Ê-sai khi mà Chúa gọi ông, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta, thì ông Ê-sai ông nói là có tôi đây, xin hãy sai tôi. Nhưng mà ông Môi-se này nè, Chúa sai ổng thì ông nói là nếu như mà dân Israel hỏi Đức Chúa Trời là ai thì tôi phải nói như thế nào. Chúa nói là thì hãy nói ta là đấng từ hữu hằng hữu. Rồi Chúa ngày nói với ổng là hãy đi đến dân Israel, dẫn dắt dân ta ra khỏi xứ Egypt. Thì ông biện lý do này, biện lý do kia, tôi là người nói lắp bắp, không nói giỏi. Thì Chúa lại đưa Aaron đến đúng không ạ? Thì tại đây ông nói rằng nếu như mà tôi đi đến dân sự thì ổng cũng thì dân sự cũng không tin tôi đâu. Mình thấy Môi-se không ạ? Môi-se lại lần này lần nọ lần khác từ chối sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đúng không ạ? Thì tại đây Chúa nói là nếu như mà không tin á, nếu như mà dân sự không tin á, thì ta sẽ cho ngươi ba bằng cớ tại đây rằng Đức Chúa Trời đang kêu gọi dân sự ra khỏi xứ Ai Cập. Bằng cớ thứ nhất là cây gậy của Môi-se hóa thành con rắn. Ở trong câu số 2 và câu số 3, Đức Giê-hô-va phán rằng: Trong tay ngươi cầm vật chi? Thưa rằng một cây gậy. Câu số 3 phán rằng: Hãy ném xuống đất đi. Người bèn ném xuống đất, gậy hóa ra một con rắn. Môi-se chạy trốn nó. Câu số 4, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi ra nắm đuôi nó. Người giơ tay ra nắm thì nó hoàn lại cây gậy trong tay. Khi mà con đọc cái cây gậy, con đọc cái phân đoạn thánh này con rất là mắc cười luôn á cô chú. Chúa phán với ông là giờ ném cây gậy xuống đất đi. Thì ông ném cây gậy xuống đất. Cây gậy biến thành con rắn, ông Môi-se chạy trốn cây gậy. Chạy trốn con rắn. Đức Chúa Trời đã phán với ông. Đức Chúa Trời phán với ông là trên tay ngươi cầm gì? Thì Môi-se nói là đang cầm cây gậy. Chúa kêu quăng cây gậy xuống đất đi. Cây gậy biến thành con rắn. Thì ông Môi-se lại chạy trốn cây gậy. Chạy trốn cái con rắn đó tại vì ông sợ. Nhưng mà Chúa nói là hãy cầm cái con rắn đó lại. Thì Môi-se đã cầm cái đuôi cái con rắn đó thì nó lại biến thành cây gậy. Qua cái điều này thì mình không những chúng ta nhìn thấy được rằng Đức Chúa Trời cho Môi-se một cái bằng cớ, đó chính là Môi-se có quyền để mà biến cái cây gậy đó thành con rắn và biến con rắn trở lại thành cây gậy. Và sâu ở bên trong đó nữa là Môi-se có quyền ở trên con rắn. Hay nói khác là Môi-se có quyền ở trên quyền lực của ma quỷ. Cho nên là Môi-se không cần phải sợ đúng không ạ? Ở trong Luca đoạn số 10 câu số 19. Chúng ta sẽ mở ra trong Luca đoạn số 10 câu số 19. Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn và bọ cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân. Không có gì làm hại các ngươi được. Con xin đọc lại ạ. Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn và bò cạp và mọi quyền của kẻ thù nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Amen. Dạ.
Điều này có nghĩa là gì ạ? Chúa cũng ban cho, Chúa đã ban cho Môi-se quyền ở trên gắn, ở trên mọi kẻ thù nghịch, để Môi-se giày đạp ở dưới chân. Và Chúa này cũng ban cho chúng ta quyền đó nữa cô chú ơi. Ngài cũng ban cho chúng ta quyền để giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ thù nghịch ở dưới chân, và không gì làm hại chúng ta được. Amen ạ. Và điều thứ hai mà Môi-se đã nhận được từ nơi Chúa đó chính là trong câu số 6, Đức Giê-hô-va lại phán rằng: hãy đặt tay ngươi vào lòng. Người liền đặt vào rồi lấy ra, này tay người nổi phun trắng như tuyết. Câu số 7, đoạn Ngài phán rằng: hãy đặt tay ngươi vào lòng lại. Người bèn đặt vào rồi lấy ra, kìa tay trở lại như thịt mình. Và mình thấy rằng Chúa Ngài cho Môi-se không những là có quyền ở trên rắn, mà còn có quyền ở trên bệnh tật nữa. Khi mà ông đặt tay vào lòng sao đưa ra thì phun trở nên trắng, trắng như tuyết. Phun ở đây cũng tượng trưng cho tội lỗi nữa cô chú. Thì tại đây Chúa Ngài cho Môi-se có quyền ở trên tội lỗi và có quyền ở trên bệnh tật. Và Ngài cũng cho mỗi cơ đốc nhân của chúng ta có quyền ở trên bệnh tật, đúng không ạ? Amen. Và con thấy có nhiều cô chú được ơn cầu nguyện chữa lành đó. Thì khi mà đặt tay trên người đau, bởi nhân danh Chúa Giê-xu mà cái người đau được lành. Amen. Yeah. Bởi vì Chúa cho chúng ta có quyền ở trên bệnh tật, có quyền ở trên ma quỷ, trên mọi quyền của kẻ thù nghịch dưới chân. Chúng ban cho tất cả con cái Chúa những quyền đó rồi, công bố khi yeah. Chúa làm. Trong Mác đoạn 16, câu số 17 và câu số 18. Amen. Và những kẻ tin sẽ được dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì. Hãy đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ được lành. Roma đoạn 1 câu số 16 cũng nói, khi kẻ tin đi rao giảng tin lành thì quyền phép của tin lành sẽ cứu mọi kẻ tin. À, khi mà chúng ta đi rao giảng lời của Chúa thì chính Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban cho chúng ta có quyền năng. Bởi Đức Chúa Trời mà chúng ta có quyền năng ở trên bệnh tật, ở trên ma quỷ. Amen mà. Dạ cô chú có tin điều đó không ạ? Amen. Con cũng tin luôn. Lời của Chúa, hallelujah, danh hiệu. Giờ cái phép lạ thứ ba mà Chúa ban cho Môi-se. Vả câu số 9, vả lại nếu dân chẳng tin cả hai dấu này và không vâng theo lời ngươi thì hãy lấy nước dưới sông mà làm tràn ngập lên trên mặt đất. Nước mà ngươi đã lấy dưới sông lên đó sẽ thành máu trên mặt đất vậy. Và đây cũng là một phép lạ mà Chúa ban cho Môi-se. Phép lạ này cũng có một cái ngụ ý, đó chính là huyết của Chúa Giê-xu sẽ đổ ra. Huyết của Chúa Giê-xu sẽ đổ ra. Và nước đó là hình bóng về lời của Đức Chúa Trời. Và huyết đó là hình bóng về huyết của Chúa Giê-xu đã đổ ra trên đồi Rô-tha. Biến thành máu. Dạ. Và cái điều này mình học được một điều, đó chính là mỗi một cơ đốc nhân của chúng ta là những người tin theo Chúa Giê-xu thì chúng ta cũng sẽ có thẩm quyền ở trong huyết của Chúa Giê-xu và ở trong lời của Đức Chúa Trời. Dạ. Yeah. Cô chú anh chị em có mình nhớ được là những cái người mà đuổi quỷ ở trong sách Phúc Âm, các sách Phúc Âm đó, những cái bảy người con trai đó đi đuổi quỷ đó, cuối cùng là bị quỷ đánh lại, đúng không ạ? Ma quỷ nó cũng biết lời của Chúa, đúng không ạ? Ma quỷ nó không biết lời Chúa, nó cũng biết Đức Chúa Trời, nhưng mà nó không tin. Nhưng mà chúng ta biết lời Đức Chúa Trời, chúng ta tin và chúng ta có quyền ở trong lời của Đức Chúa Trời. Amen. Mà chúng ta có quyền ở trong huyết báu của Chúa Giê-xu. Dạ, con thấy có nhiều cô chú cầu nguyện đuổi quỷ là quyền trong huyết của Chúa Giê-xu, đúng không ạ? Quyền trong huyết của Chúa Giê-xu bắt buộc nó phải đi ra khỏi người này. Thì chính huyết của Chúa Giê-xu, chính lời của Đức Chúa Trời có quyền để trên đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ sử dụng quyền ấy trên bước đường mà chúng ta đi rao giảng lời của Chúa. Amen mà. Amen. Đi đâu mà xin biết. Chúng ta sẽ đọc ở trong câu số 11 và câu số 12. Đức Giê-hô-va bèn phán rằng: ai tạo miệng lời người ra?
hay là ai đã làm câm, làm điếc, làm sáng, làm mờ? Có phải ta là Đức Giê-hô-va chăng? Vậy bây giờ hãy đi, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói. Dạ, con xin nhắc lại những điều sau nha. Đức Chúa Trời Ngài là Thánh. Ngài bày tỏ trong Ma-xe Đức Chúa Trời Ngài là Thánh. Ngài là Đức Chúa Trời của mỗi cá nhân chúng ta. Ngài là cứu Chúa chúng ta. Ngài là cứu Chúa của mỗi chúng ta. Và Ngài sử dụng chúng ta là những cộng tác viên của Ngài. Đức Chúa Trời Ngài đi cùng với chúng ta. Đức Chúa Trời Ngài là đấng tự hữu và hằng hữu. Ngài cũng cho chúng ta những bằng cớ để chúng ta hầu việc Ngài. Và Ngài là Đức Chúa Trời tạo dựng nên mỗi một chúng ta. Ngài là đấng tạo hóa cho mỗi đời sống của chúng ta. Ở trong câu số 11 á, thì Chúa nói rằng Đức Giê-hô-va bèn phán rằng ai đã tạo miệng loài người ra. Dạ, cô chú, nếu như mà cô chú đã đọc phân đoạn Kinh Thánh này thì cô chú biết là khi mà Chúa ban cho Môi-se mà nhiều phép lạ, ba phép lạ đó, thì Môi-se lại nói là lạy Chúa, lạy Chúa từ hôm qua hôm kia, hay là từ lúc Chúa phán dạy kẻ tôi tới Chúa, tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi vì miệng lưỡi tôi hay ngập ngừng. Dạ, khi mà ông nói là bây giờ đi đến dân sự á, thì họ không có tin tôi đâu, thì Chúa ban cho ông ba phép lạ. Khi mà ban trong ba phép lạ rồi, ông lại nói là tôi chẳng phải là một người nói giỏi, hay là một chỗ khác thì nói là ổng là người cà lâm, tôi cà lâm lắm, tôi không có nói chuyện với dân sự được đâu. Thì Chúa lại hỏi ổng là ai đã tạo ra miệng loài người. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên hết thảy chúng ta, đúng không ạ? Ngài tạo nên từng chi tiết nhỏ ở trong đời sống của chúng ta luôn, từng chi tiết nhỏ trong cơ thể của chúng ta luôn. Amen mà. Amen. Sức đoạn 4 câu số 19. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se tại Ma-đi-an rằng hãy trở về xứ Ai-cập, vì mấy người tìm giết ngươi đã chết hết rồi. Dạ. Nếu như mà ông nói rằng ông là một cái người nói lắp bắp, là một cái người không nói giỏi, nhưng mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng ông, tạo dựng môi miệng ông, và Đức Chúa Trời sẽ sử dụng ông, và Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ ông khỏi những cái người chuẩn bị giết ông. Amen mà. Amen. Dạ, bây giờ chúng ta đã học được Đức Chúa Trời Ngài là Đấng Thánh, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của mọi cá nhân, Đức Chúa Trời là cứu Chúa của mọi chúng ta, Đức Chúa Trời cứu con người qua những cộng tác viên của Ngài là chúng ta đó, và Đức Chúa Trời Ngài đi với chúng ta, Ngài đồng hành với chúng ta, Đức Chúa Trời là đấng hằng hữu, tự hữu. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những bằng cớ để chúng ta rao truyền tin lành. Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo nên từng chi tiết ở trên cơ thể của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta sẽ nghiên cứu thêm, chúng ta sẽ học thêm một số những bản tánh của Đức Chúa Trời và những thuộc tánh của Đức Chúa Trời. Cái phần này thì mình chỉ đi nhanh thôi. Con sẽ đi qua cái phần này nhanh một xíu. Những bản tánh của Đức Chúa Trời, thứ nhất Ngài là Thần Linh. Dạ. Trong dân thì nói là bởi vì Đức Chúa Trời Ngài là thần, cho nên là những kẻ thờ phượng Ngài nên thờ phượng bằng tâm linh và lẽ thật, đúng không ạ? Ngài không phải là con người xác thịt như chúng ta, nhưng mà Ngài chính là Thần Linh. Đúng. Và Ngài là sự sống. Đúng. Ngài là sự sáng. Đúng. Và Ngài là tình yêu thương. Đúng. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Trong dân nhất đoạn 4 câu số 8 có chép Đức Chúa Trời là tình yêu thương đó cô chú. Và những thuộc tánh của Đức Chúa Trời, những thuộc tánh của Đức Chúa Trời, thứ nhất là Ngài là đấng đời đời. Đời đời nghĩa là Ngài không bao giờ kết thúc đó. Không về chúng cái không biến cải. Chữ biến cải đây nghĩa là Đức Chúa Trời Ngài không bao giờ thay đổi. Đó, loài người của chúng ta thì thay đổi đúng không ạ? Vật chất đời này thì sẽ thay đổi. Em mới nói vậy. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài không bao giờ thay đổi. Và Đức Chúa Trời Ngài là đấng trọn vẹn, trọn vẹn. Ngài không hề phạm tội, Ngài trọn vẹn. Đức Chúa Trời là đấng toàn tri. Toàn tri nghĩa là Ngài biết hết tất cả mọi điều. Là thánh à. Đức Chúa Trời Ngài là đấng toàn tại, nghĩa là ở khắp mọi nơi. Là người chúng ta thì chỉ ở, nếu như mà mình ở tại Việt Nam thì mình không thể ở tại Mỹ, nếu như mà mình ở tại Mỹ thì mình không thể ở tại Lào,
Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài ở khắp mọi nơi vì Ngài là đấng toàn tại. Amen. Và Ngài là đấng toàn năng. Toàn năng. Toàn năng nghĩa là làm được hết tất cả mọi sự. Ngài là đấng thánh. Ngài là đấng công chính và ngay thẳng. Ngài là đấng tốt lành và hay thương xót. Cái Chúa Trời Ngài là đấng yêu thương và thành tín trên mỗi đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta kết thúc bài học ở tại nơi đây. Con sẽ cho bài tập nha cô chú. Câu hỏi số 1. Làm thế nào chúng ta biết Đức Chúa Trời? Dạ. Mời cô chú sẽ ghi lại ạ. Làm thế nào chúng ta biết Đức Chúa Trời? Có phải là chúng ta biết Đức Chúa Trời bởi sự khôn ngoan của chúng ta không ạ? Không. Dạ, chính Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho chúng ta. Amen. Câu hỏi số 1, làm thế nào chúng ta biết Đức Chúa Trời? Câu hỏi số 2, tại sao Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta? Dạ, hai câu thôi. Con xin nhắc lại câu hỏi thứ nhất. Làm thế nào chúng ta biết Đức Chúa Trời? Câu hỏi số 2. Tại sao Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta? À, nếu như Đức Chúa Trời không bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta thì chúng ta có thể nào mà hầu việc Chúa một cách hết lòng không ạ? Dạ. Tại sao Đức Chúa Trời lại bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta? Dạ, thì giờ này chúng ta sẽ cầu nguyện ạ. Mời cô chú mà chị em sẽ nhắm mắt lại. Chúng ta cầu nguyện để chính Đức Chúa Trời này sẽ bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện để chúng ta biết rõ hơn về Đức Chúa Trời. Để đang khi chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời, chúng ta là những nhân sự trong hội thánh, chúng ta sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi mà hầu việc Chúa. Chúng ta sẽ không cảm thấy khó khăn khi mà hầu việc Chúa, bởi vì chúng ta biết Đức Chúa Trời của chúng ta là ai. Dạ, mọi người hướng dẫn sẽ, mọi người cầu nguyện. Từ hữu ngày, từ có và từ đến bây giờ, để chúng con biết rằng Chúa là đấng yêu thương chúng con, này là đấng ở cùng gìn giữ chúng con, và khi mà sử dụng chúng con, dùng chúng con ra đi cùng ngày ban có quyền năng của Chúa ban cho cặp dấu cờ kỳ phép lớn kỳ phép lạ tập theo. Chúa ơi, để rồi để cho chúng con biết làm những kỳ phép lạ tập theo, để cho chúng con biết Ngài luôn đồng hành với chúng con, để chúng con vững tâm và chúng con an bình an và chúng con vui, bởi vì chúng con biết rằng có Chúa bên cạnh. Con cảm ơn Ngài, Chúa là đấng yêu thương nhân từ thương xót. Chúa ơi, Ngài là đấng đời đời, Ngài ở cùng với chúng con, và Ngài có từ ban